có tầm này là sai chút xíu nha. Người Nhật nói là arigato, arigato. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với Kenda Double Wish. Hôm nay chương trình này là phát âm tiếng Nhật. Thật ra là có sự khác biệt giữa phát âm tiếng Nhật của người Việt Nam và người Nhật. Nên chúng tôi sẽ giới thiệu về đúng phát âm tiếng Nhật và cách nói phát âm đúng nhãn. Đầu tiên là người Việt Nam nói là arigato, arigato. Arigato có ý nghĩa là cảm ơn. Arigato, arigato. Phát âm này là sai chút xíu nha. Người Nhật nói là arigato, arigato. Tôi nói người Việt Nam khó nghe đúng phát âm tiếng Nhật đúng không? Nên bây giờ giới thiệu về cách nói phát âm đơn giản nha. Hãy nói như vậy nha. Arigato, arigato, arigato. Nói nhanh thì arigato, 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 arigato. Cái này là đúng phát âm tiếng Nhật nè. Tiếp theo là người Việt Nam nói là sumimasen, sumimasen, sumimasen. Sumimasen có ý nghĩa là xin lỗi. Sumimasen, sumimasen. Nhưng người Nhật nói như sau: sumimasen, sumimasen. Nên hãy nói như vậy nha. Sumimasen, sumimasen. Sumimasen, 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 sumimasen. Cuối cùng là người Việt Nam nói là yoroshiku onegashimasu, yoroshiku onegashimasu. Yoroshiku onegashimasu có ý nghĩa là rất vui được gặp các bạn. Yoroshiku onegashimasu. Phát âm này là sai. Yoroshiku onegashimasu, yoroshiku onegashimasu. Cái này là đúng phát âm nè. Hãy nói như sau. Yoroshiku onegashimasu. Yoroshiku onegashimasu. Yoroshiku onegashimasu. Yoroshiku onegashimasu. Yoroshiku onegashimasu. Đúng không? Đúng không? Là các bạn hãy luyện tập như sau nha. Arigato, sumimasen, yoroshiku onegaishimasu. Cố gắng nha. Nếu các bạn thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé. Bye bye, bye, bye.